Quên mất phải ra làm cái nước chấm thịt gà. Em không chấm mê muối chai ớt chanh à? Hả? Em không chấm thịt gà mê muối chai ớt chanh à? Em có cái gì chấm đi anh? Thịt gà luộc này này. Ừ. Không có thói quen ăn đồ chấm luôn. À, cái gì Trung Quốc dùng nhiều nhất là cái gì không? Không phải cay nhé. Ừ. Cái Trung Quốc dùng nhiều nhất là ngọt. Đồ ăn nhà nó có nhiều luôn. Đường đỏ mối là rất đỏ à? Chẳng qua là cay gì mà mình lên kiểu bắt nắp thôi đấy. Cái thịt xin chào. Bạn ăn đồ ăn Trung Quốc nhiều bằng thế thì cái đéo thì nó cũng ngọt vậy. Cái xì dầu nó ngọt vãi đái. Bình thường. Thịt gà phải chấm như bắt chiếc cô Phong làm gì? Cũng có phải ai bắt chiếc Phong trước nó còn có thời gian nó tu luyện ở chùa Thiếu Lâm trên núi đâu. Đấy các nhà sư ăn mặn ăn chay quen rồi. Ừ, từ lúc cái đội mới này mà anh chưa tiền lần nào trên công ty ạ? Thế à? Ừ. Anh đoán bừa mà em đi chùa thật à? Em được tiền mà. Ừ. Nói thì vẫn nói được. Quan trọng là làm được hay không, người ta có cái người có đủ truyền động lực cho anh để anh làm không? Ừ. Có kỹ thuật nó được thừa hưởng từ Ronaldinho nhiều, nó phát triển lên. Vẫn là đang là cầu kỹ thuật nhất thế giới. Ừ. Nó vẫn giữ cái lối đá đấy quá. Ừ, nó vẫn đôi đá. Nó sẽ thay đổi, nhưng mà Neymar nó không đổi. Nhà nó tài năng lắm. Kỹ thuật nó tốt. Đầy thằng kỹ thuật tốt. Ở gì? Marcelo ấy. Chứ hồi xưa thằng nào cũng có rất là nhiều kỹ thuật, chẳng hạn như thằng này anh Beckham cũng kiểu ấy, kỹ thuật nó tốt mà.